Xin chào. Ngày hôm nay thì Nam Hà xin bật mí một cái bí mật để giúp chúng ta nắm được đâu là cái thực phẩm đại bổ não. Cứ ăn đúng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái trí nhớ rất là tốt, minh mẫn, sáng suốt. Đặc biệt là các cô bác lớn tuổi cần phải lưu tâm về vấn đề này. Theo khoa học ghi nhận thì bộ não của chúng ta có khoảng 100 tỷ tế bào nơ rông thần kinh. Và nói đến não chính là bộ chỉ huy trung ương của cơ thể. Nó được ví như là tiểu vũ trụ. Và tốc độ xử lý của nó tương đương với một cái siêu máy tính khổng lồ. Và để làm ra cái máy tính đấy nhá, thì chiều cao của nó khoảng là 50m. Và chiều dài á, nó dài gấp khoảng 50 lần cái sân vận động Mỹ Đình, tương đương với 5.500m các anh chị ạ. Nó là một cái máy tính khổng lồ. Thế cho nên cái tốc độ xử lý bộ não của chúng ta là thần tốc. Mỗi một giây các anh chị, não của chúng ta có thể xử lý khoảng 2 triệu tác nhân khác nhau. Thật là khủng khiếp đúng không ạ? Và khi mà chúng ta giải phẫu cái bộ não á, thì có trên 60% là chất béo. Có khoảng 20% lượng máu của toàn bộ cơ thể được cung cấp để nuôi não của chúng ta. Và bộ não của chúng ta kết nối với 12 cặp dây thần kinh và chỉ huy dường như toàn bộ hoạt động sống của cơ thể. Nào là mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, phổi, xương khớp, thần kinh, vân vân. Trong bộ não của chúng ta nó có một cái ma trận mạng lưới, những cái mạch máu để đưa oxy và dinh dưỡng cho các tế bào nơ rông thần kinh. Thậm chí có những cái vi mạch máu nó bé thua 50 lần so với sợi tóc, để giúp cho bộ não chúng ta nó có một cái độ nhảy thần tốc. Nên chúng ta cần phải lưu tâm cho cái sức khỏe bộ não của chúng ta, đặc biệt các cô bác lớn tuổi. Các vấn đề thường gặp nhẹ thì như sau: mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, tiền đình, làm việc thiếu tập trung. Và cái căn bệnh mà rất nhiều người sợ đó là Alzheimer. Khi được phỏng vấn 10 cô bác lớn tuổi thì có tới khoảng gần 8 người đều sợ căn bệnh Alzheimer, một cái chứng bệnh hay quên lú lẫn. Và nặng hơn á, thì là tai biến đột quỵ, u não, nhồi máu não vân vân. Nếu tế bào não không nhận được máu chỉ sau khoảng 10 giây thì mất ý thức, 20 giây thì không còn hoạt động, và sau 5 phút có thể dẫn tới tử vong. Thế cho nên một trong những cái căn bệnh đáng sợ nhất đó là căn bệnh đột quỵ. Tế bào tay, tế bào chân nếu mà chết thì chúng ta vẫn sống, nhưng tế bào não mà chết thì toàn thân sẽ chết theo. Đó là lý do mà chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta đều chụp một cái mũ bảo hiểm lên đầu để bảo vệ bộ não của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chăm sóc, giúp cho bộ não chúng ta khỏe mạnh? Và đâu là cái thực phẩm đại bổ não? Thì đầu tiên Nam Hà muốn chia sẻ với tất cả của anh chị một quy luật tương đồng. Nó có nghĩa như sau: cái gì giống nhau thì nó sẽ biểu hiện tương ứng như nhau. Ví dụ như hai vợ chồng có gương mặt na ná giống nhau, người ta gọi là tướng phu thê, thì hai người đó đều có những cái lý tưởng, những cái tư duy giống nhau, thì tâm sinh tướng, thì gương mặt sẽ biểu hiện tương đương như nhau. Và tương tự như vậy, bộ não chúng ta được bao bọc bởi lớp vỏ rất là cứng, và bên trong thì là chất béo. Vậy thì cái thực phẩm á, mà nó có cái lớp vỏ rất là cứng và bên trong nó có rất nhiều chất béo chính là các hạt giống. Cụ thể hơn, họ nhà đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu cút, đậu ngừ, đậu Hà Lan, vân vân. Các loại hạt phổ biến như là hạt lạc, hạt vừng, hạt gạo lứt huyết rồng, hạt ý dĩ, hạt yến mạch. Còn các hạt mà đắt tiền, rất giàu chất béo như là hạt lanh, hạt chia, hạt mắc ca, hạnh nhân, hạt điều, đặc biệt là hạt óc chó. Hạt óc chó
được mệnh danh là vua của các loại hạt. Và khi bổ cái hạt óc chó ra thì bên trong y chang như bổ não. Và nó có cái hàm lượng chất béo tốt rất là cao. Đó là omega 3 chiếm trên 65%. Thế cho nên hạt óc chó được mệnh danh là thực phẩm vàng cho bộ não của chúng ta. Nên á, những cái bà mẹ mang bầu sẽ được khuyên rằng là hãy ăn cái hạt óc chó thì sau này con sinh ra sẽ rất là thông minh. Và khi mà giải phẫu cái bộ não của chúng ta thì trên 65% là chất béo. Nên là chất béo tốt là thức ăn lý tưởng cho bộ não của chúng ta. Nó như là những cái thỏi nam châm hút oxy đưa lên não. Và nó đánh tan những cái tắc nghẽn. Bởi vì dầu tốt vào thì dầu bẩn sẽ đi ra. Chỉ có dầu nó mới rửa được dầu. Nó sẽ đánh tan tất cả những cái dầu mỡ bẩn. Nó sẽ làm sạch cái lòng mạch máu, vệ sinh đường ống như những cái anh công nhân thông minh, vá lành những cái viêm sưng ở bên trong. Và nó là thức ăn lý tưởng cho bộ não của chúng ta. Nhưng phải là chất béo tốt, nó đến từ những cái hạt giống tươi mới. Thì chúng ta chỉ cần làm một cái động tác, đó là thay cái dầu thực vật mà chúng ta đang dùng hàng ngày, đó là thay bằng cái dầu thực vật ép thô bằng các loại hạt tươi mới. Và dùng hết một tháng chúng ta lại ép mới dùng tiếp. Bởi vì bản chất của chất béo nó rất dễ bị oxy hóa, cấu trúc của nó không ổn định. Còn dầu thực vật ở trên thị trường tinh luyện á, thì sau quá trình chế biến công nghiệp thì nó đã bị mất chất. Nó đã trở thành những cái chất béo chuyển hóa rất là độc hại. Nó là chất béo xấu các chị. Chỉ cần làm một cái động tác, đó là thay cái dầu thực vật tinh luyện bằng dầu thực vật ép thô. Chúng ta có thể mua những cái chiếc máy ép thô bằng tay, và có những cái hạt giống tươi mới chúng ta ép luôn ra chúng ta dùng. Ăn nó tươi mới rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt chúng ta trộn salad mà chúng ta rưới cái dầu tươi đấy thì nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe bộ não của chúng ta. Chúng ta có thể dùng những cái sữa hạt ngũ cốc từ các loại đậu, nó rất là tốt. Đặc biệt trong các loại hạt giống, nó có một cái loại đường rất là đặc biệt, đó là đường phức các chị. Đường phức nó là một cái siêu nhiên liệu cho hệ thần kinh và cho bộ não của chúng ta. Vậy thì nếu như tất cả quý chị mà chưa bổ sung các loại hạt giống vào trong chế độ ăn của chúng ta, thì chúng ta có thể đưa vào cái chế độ ăn của chúng ta để cái sức khỏe bộ não chúng ta nó trở nên tốt hơn rất nhiều. Và bên Nam Hà có một cái sản phẩm chính là sữa hạt ngũ cốc gồm 21 các loại hạt. Nó cực kỳ tốt cho bộ não của chúng ta. Nếu như mà ai mà chưa có dùng á, thì hãy nhắn tin cho Nam Hà. Nam Hà sẽ gửi cho tất cả quý vị dùng thử. Bởi vì nó chính là tinh túy, nó đều cất giữ ở trong các loại hạt giống. Cái lưu ý rất là đặc biệt á, đó là cái chất béo trong các loại hạt giống là chất béo chưa bị oxy hóa. Nên là chúng ta ăn những cái hạt giống nó tươi mới thì cái chất béo trong đấy nó cực kỳ tốt. Hoặc là chúng ta ép thô lấy cái dầu nó tươi mới chúng ta ăn thì nó cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chúng ta có thể làm cái bột ngũ cốc từ các loại đậu để chúng ta ăn. Và nếu như các anh chị mà chưa có một cái công thức nó dồi dào thành phần của hạt, thì bên Nam Hà có một cái sản phẩm, đó là sữa hạt ngũ cốc gồm 21 các loại hạt. Nam Hà đã hỗ trợ hơn 10.000 cô bác rồi, và ai cũng đều thích cái sản phẩm này. Nó gồm 21 các loại hạt giống, thành phần trong đấy rất là dồi dào và cân bằng, đặc biệt cực kỳ tốt cho bộ não của chúng ta. Rất nhiều cô bác bị hay quên, gặp vấn đề về thần kinh, khi mà dùng cái sản phẩm này đã có kết quả sau khoảng 2-3 hôm. Rất nhiều trẻ em bị tự kỷ ám thị dùng cái sản phẩm này, sức khỏe bộ não đã thay đổi rất nhiều các anh chị. Nếu như mà chúng ta chưa có duyên kết nối cùng với Nam Hà thì có thể nhắn tin, Nam Hà sẽ gửi cho tất cả quý chị dùng thử. Và làm ơn cái video này tạo ra vì lợi ích sức khỏe cộng đồng, hãy chung tay bảo vệ sức khỏe mọi người bằng cách là chia sẻ giúp cho Nam Hà video tuyệt vời này. Biết ơn cả nhà và sớm hẹn gặp lại.
Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp Nam Hà xin chân thành cảm ơn.